Chào tất cả quý vị các bạn, bà con cô bác gần xa đã đến với bonsai miền Tây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với bà con cô bác anh chị một cái loại cây cảnh cũng như là một loại cây phong thủy mà hiện tại được rất là nhiều bà con cô bác anh chị yêu thích trồng trong nhà. Đó là cái loại cây này là cây giữ tiền quý vị. Cây có cái lá dài khoảng 4-5 tấc. Khoảng 4 tấc á. Đó, hôm nay thì mình sẽ, tại vì nó mới ra hoa nè quý vị, sẵn có dịp thì mình quay lại cho quý vị xem luôn. Cây này thì có công dụng nói chung là để trang trí cũng như là để phòng khách thì rất là đẹp. Ngoài ra thì nó có cái ý nghĩa phong thủy là người đã nói là làm ra tiền đã khó rồi, giữ tiền càng khó hơn. Nên mọi người rất là thích cái cây này. Đó, bữa nay quý vị xem đó, cái cây của mình nó ra hoa đó, quý vị, nó ra hoa rất là đẹp nè quý vị. Mưa xuống không dài á, nó ra hoa nè đó. Để mình quay cận cái hoa này cho quý vị xem này. Đó, quý vị xem cái hoa nó nè quý vị, cái hoa nó chắc khoảng cỡ bằng cái ngón tay à, cao chứ cũng khoảng đó đó, nó giống như cái ngón tay đó. Những cái hoa này là nó chưa có nở nè. Đây mình quay bên đây cho quý vị xem. Nó có cái búp rất là dễ thương. Nó ở đây nó lên một cái chùm, ở đây là mình thấy là khoảng được 5 bông. 1 2 3 4 5, còn ở dưới nữa kìa, cái đọt nó lên nữa kìa, nó lên ở trên đọt luôn quý vị. Đó, hoa này lên nhà, trồng trong nhà thì nó có công dụng là thanh lọc không khí quý vị. Đó, bên kia nữa kìa, cái bụi của mình ở đây là mình trồng có 4-5 cây à, cái cây nó trắng mướt luôn. Đây mình quay bên đây cho quý vị xem, hôm ngày mưa xuống là mình để bên ngoài nè. Đó, nên nó có một số lá nó hơi nhiều nước quá, cái lá mình hơi bị vàng vàng, nhưng mà bù lại nó được ra hoa. Hầu như cái cây nào nó cũng ra hoa luôn nè quý vị. Cây bên đây nữa nè, bên đây chùm bên đây có mấy qua nó ra hoa ngay cái đọt luôn này nè quý vị. Nó ra hoa nè. Nó ra cái hoa nè. Nó bên kia là nó chưa có nở, nó mới chùm thôi. Còn ở bên đây thì nó có hoa luôn. Nó cái nó cái hoa nó lên nhìn cũng ngộ hết quý vị. Nó cái trắng trắng kìa, ở dưới thì nó hơi vàng vàng. Ở đây như là cái thuyền vậy ha. Cái thuyền ha, nhìn đẹp đẹp ha. Đây chắc khoảng hai ngón tay mình nè. Bên đây cũng vậy, thì chưa nở, có một cái bông này là nó nở trước rồi quý vị. Trồng cây này nó nở cũng rất là hên nha quý vị. Giờ mình coi còn chỗ nào nó nở nữa không. Bên đây nha quý vị, đây còn nữa nè. Hình như mình phát hiện là cây nào nó cũng nở luôn, cây nào nó cũng có bông. Bên đây nè, bên đây cái cây này nó nở bự hơn luôn nè. Ôi giời, đã quá. Mình coi à, sợ nó gãy uổng. Qua bên kia, để mình qua bên kia mình quay lại cho quý vị xem. Quay trên xuống đi, đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó trốn đâu rồi? Đây. Nè. Đó, đã không? Nó cũng giống môn kia quý vị. Cây này còn nhỏ mà nó cũng nở nè. Nhóc hết trơn quý vị. Nè, mình phát hiện. Đó, thì bữa nay sẵn mình thấy nó nở quá chừng luôn rồi. Quay lên chia sẻ cho quý vị xem chơi cho vui nha. Thì cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình.
xin thân ái chào tạm biệt tất cả quý vị các bạn.